À, nè, cô ơi, cô. Ôi, đi đâu mà xách nặng nề vậy? Thôi, để tôi xách giùm cho. Trời, hoàng tử của lòng em. Anh làm cái gì vậy? Anh phất áo cho nó lãng mạn. Lãng mạn quá đó. Công chúa Yến. Em. Vậy à? Sao anh? Sao anh? Đứa nào đốt lá khói quá. Đứa nào đốt lá này không biết nữa à? Trời ơi, nhìn sao? Nhưng kệ, anh bất chấp. Dạ. Vì hôm nay anh muốn xin được cầu hôn em. Em đau khớp tay à? Nhận á. Chết. Anh quên. Anh không có nhận. Nhưng không sao. Chờ anh chút. Anh có cành hoa đẹp để tặng cho em như lời cầu hôn. Trời ơi, em không ngờ ở đây mua một vườn hoa đẹp. Và với con mắt thẩm mỹ của anh chọn cho em cây đẹp nhất. Vì nó xứng đáng với nhan sắc của em. Công chúa. Trời, em đồng ý. Cô ơi. Dạ. Nè, tôi thấy đồ nặng quá. Dạ. Tôi xách giùm cho. Nhưng mà nhà cô ở đâu? Nhà em ở... nhà anh ở đâu vậy? À, tôi là chủ tiệm uống tóc Hoài Xuân. Ở gần đây thôi, nhưng mà nhà tôi thì ở chỗ khác. À, vậy hả? Tiệm anh ở đây hả? À. Vậy tính ra là mình có duyên á. Nhà em cũng ở hướng này. Ôi vậy hả? Dạ. Thôi được rồi, tôi xách cho cô một đoạn nghe. Dạ. À, mà không biết là tới nhà cô trước hay là nhà tôi trước nữa. Dạ. À, chắc là tới nhà em trước rồi, tại nhà em gần hơn mà. À. Dạ, cảm ơn anh. Mình đi. Dạ. À, cô à. Dạ. Tiệm tóc của tôi ở đây rồi, nhà cô ở đâu? À, dạ, nhà em ở kế bên đây. À, đây nè. Thôi để tôi đem qua cho cô. À, dạ, thôi khỏi đi, để em tự xách về được rồi anh. À. Dạ. Dạ em cảm ơn anh. Vậy dạ. Thôi cô ráng nha. Dạ. Tôi phải tới mở cửa tiệm. Tại vì hôm nay thợ á, mình tuyển thêm thợ phụ á. Ai dạ, anh tuyển thợ phụ á. Dạ. Rồi chào cô ha. Dạ, dạ dạ. Em cảm ơn anh. Người đó mà đẹp trai á. Tức nãy giờ mà quên hỏi tên luôn á ta. Tiệm tóc Hoài Xuân. Không biết ảnh tên Hoài hay tên Xuân. Mà nhìn đàn ông vậy chắc là tên Xuân rồi. Giờ sách ngược về cái chết rồi. Dạ em chào chị. Dạ chào em, mời em ngồi. Dạ em cảm ơn chị. Em thông cảm nha, tại vì thợ đang đi ăn cơm. À dạ. Chút xíu nữa là dạ. Phục vụ em liền. Dạ. Muốn gì đây? À, dạ em tới xin việc làm á chị. Xin việc làm? Dạ em tới xin việc làm. Đứng dậy. Trời đất ơi, từ hồi nãy giờ không chịu nói. Thiệt tình luôn á. Mệt dạ. Ghê. Dạ. Xin việc làm mà trước tiên tôi muốn hỏi là cô có người yêu chưa? Ủa cái chuyện đó nó có liên quan tới công việc của em hả chị? Ờ tất nhiên. Sao vậy? À, ý tôi muốn hỏi là có cái tay nghề kinh nghiệm gì không? Có chứ, em có. Hồi lúc trước em có học việc ở một cái tiệm tóc khác. Mà em biết cởi đầu massage mặt luôn. À, dạ. Thật ra thì ở đây cũng đang thiếu thợ. Dạ dạ. Thôi được rồi, anh Khôi thì không có ở đây. Dạ. Nhưng mà tạm thời tôi sẽ nhận cô vào làm việc. Đúng rồi. Ngày mai cô phải học thử việc. Dạ dạ dạ, em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị nhiều. Ngày mai em tới. Ờ, Duy. Chị. Ừ. À, chị giới thiệu với em. Dạ. À, đây là... Ủa cô tên gì ạ? Ủa, chị nhận em làm mà chị không biết em tên gì luôn hả? Ủa lẹn không? Ủa tên cô má cô biết chứ mắc gì tôi biết. Giờ muốn làm không? Không làm nghỉ. Vậy 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 hả? Em tên Yến, em tên Yến. Duyên thì Yến phải không? Dạ. Du Duyên. Đặt hên, đặt cỏ luôn. Chào em. Dạ em. Anh tên Duyên. Em tên Yến. Em đẹp lắm.
mới nhìn em thôi. Anh đã yêu từ ngay từ ánh mắt đầu tiên. Em đồng ý. Em đồng ý. Em đồng ý. Mẹ. Dạ. Ủa, cô bị gì vậy? Dạ. Đâu có, em đâu có bị gì đâu. Mẹ, cô có sao dạ. không đó? Dạ không, em ổn chị, em ổn. Tại mỗi lần em gặp trai đẹp mà có cái kiểu mà hào quang mà chiếu xung quanh như vậy em hay bị choáng. Chị thấy chưa? Đẹp trai khổ lắm. Chị không là trai mà chị còn khổ nữa.